theo chương trình là chúng con kính cung kính chư tôn thiền đức tăng già cùng tất cả các phật tử khởi thân để bắt đầu chương trình của nghi thức cầu nguyện. Chúng con kính cung kính hòa thượng Thích Nhật Quang làm chủ lễ để nghiêng hương và tụng tứ hoàn thệ nguyện. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Từ Phổ Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh Quyền Đem Lòng Thành Kinh Gửi Theo Đám Mây Hương Hương Phật Thấp Mười Phương Cúng Dường Ngôi Tam Bảo Thề Trọn Đời Giữ Đạo Theo Tự Tánh Làm Lành Cùng Pha Giới Chúng Sanh Cầu Phật Tự Gia Hộ Tâm Bồ Đề Kiên Cố Xa Bể Khổ Buồn Mê Trong Quay Về Bờ Giác Gớm Bạch Thế Còn Ngon Này Ta Môn Thích Thông Hải Không Tôn Giáo Dụ Hội đồng giáo phẩm hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua kỳ hội đồng giáo phẩm hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Canada phát quyền tổ chức khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ 8 tại thành phố Honolulu tiểu bang Hawaii. Chúng con thành tâm phụng thỉnh Thế Tôn giáng lâm đạo tràng chứng minh công đức gia hộ khóa tu thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện đó là chúng ta sẽ có một buổi thảo luận Phật pháp với tất cả quý Phật tử ở nơi đây. Tuy nhiên trong cái không gian như thế này thì trước nhất chúng con cũng thỉnh hòa thượng nửa tiếng, thượng tọa nửa tiếng và còn lại nửa tiếng sẽ là dành cho tất cả những câu hỏi của quý Phật tử và chúng con thành tâm kính cung thỉnh hòa thượng và thượng tọa A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa tập thiền, kính thưa toàn thể quý đạo hữu. Từ ngày đầu khóa cho đến giờ phút này,
dường như chúng tôi nói có một chiều, bây giờ chúng tôi muốn nói hai chiều, đó là quý đạo hữu cho phát biểu ý kiến, đặt câu hỏi những điều gì mà chưa nắm vững trong cái tinh thần Phật Pháp quý đạo hữu học. Quý đạo hữu có thể đặt câu hỏi và trên đây chúng tôi cũng như thường hòa tâm thiện sẽ trả lời cho quý đạo hữu. Chứ cứ bắt nói một chiều hoài, nói biết, nói hoài thế nó không có, nó không có tươi nhuận, nó không có hay, nó không có sự giao thoa giữa người nói với người nghe. Quý đạo hữu biết không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng giải thích cho chúng con nghe về tầm quan trọng của một quy y, hai pháp bồ đề tâm, và cho chúng con rõ về ý nghĩa của bố thí ba la mật kính con nguyên lý. Xin thượng tọa tâm thiện hoan hỷ trả lời cho câu hỏi này. Thưa quý đại chúng, đây là một ba cái câu hỏi lớn mà nếu trình bày đó, thì phải tốn rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tóm lược một vài cái ý chính để chia sẻ với quý đại chúng. Trước hết nói về việc quy y, tức là quy y Tam Bảo. Có thể chúng ta đi chùa, chúng ta làm các cái việc Phật sự, nhưng mà nếu mình không quy y đó, thì mình không trở thành một người Phật tử. Thành ra nguyên tắc để trở thành một người Phật tử đó là phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo nó có nhiều cấp độ. Cấp độ căn bản nhất đấy là quy y Phật, bởi vì Đức Phật là đấng giác ngộ giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thành ra chúng ta quy y là trở về nương tựa với Đức Phật, có nghĩa là chúng ta bắt đầu xây dựng cho mình một cuộc sống tâm linh, một thế giới tâm linh. Tất cả chúng ta đều có hai mái nhà, mái nhà thế tục và mái nhà tâm linh. Mái nhà thế tục có thể chỉ trong vòng 100 năm thôi, là chúng ta phải chia tay với vợ, chồng, con cái theo quy luật của sinh tử luân hồi. Trong khi đó, mái nhà tâm linh là mái nhà vĩnh hằng, đời này và đời đời. Do vậy, cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của việc quy y, khởi sự quy y Tam Bảo, có nghĩa là chúng ta bắt đầu hướng về xây dựng cho mình một mái nhà tâm linh. Và mái nhà đó không giới hạn trong một đời người, mà được Đức Phật dạy đó là đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa. Đó là ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cần phải quy. Thứ hai, đó là pháp Bồ Đề Tâm. Kính thưa quý đại chúng, hàng ngày chúng ta làm lễ Phật trước thời kinh, thì việc đầu tiên chúng ta trong bài kệ dân hương có đọc là nguyện cho tâm Bồ Đề được kiên cố. Thật ra tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề là một yếu tố quan trọng nhất, là nền tảng cho sự giác ngộ giải thoát. Thành ra phát tâm Bồ Đề đó là mình khởi lên một cái khát vọng. Mà khát vọng đó là gì? Khát vọng đó chính là giải thoát qua những phiền não sinh tử khổ đau, mà ít nhất là trong đời này, trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Kính thưa quý đại chúng, xin hỏi quý vị, cho đến giờ phút này, quý vị thử nghĩ lại cái gì đáng giá nhất trong cuộc đời của mình? Vui, buồn, vinh, nhục, hơn, thua, buồn, giận, thương, yêu, ghét, buồn. Tất cả những thứ đó đi qua trong cuộc đời của mình cho đến bây giờ chỉ là những cái phiền não mà thôi. Do vậy,
tâm Bồ Đề phát lên trái tâm, cái tâm Bồ Đề đó là phát lên cái khát vọng được giải thoát, được hạnh phúc, được an lạc trong tinh thần vô ngã. Vì Bồ Đề chính là giác ngộ. Do vậy trên cuộc đời này không có cái gì quý giá cho bằng trái tim Bồ Đề. Có một bài thơ rằng: về đi lữ khách đường xa vắng, các bụi sầu thương vướng đã nhiều. Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả, cho hồn thơ ấu được nắng niu. Cuộc đời mình đã trải qua quá nhiều sóng gió, quá nhiều đau thương. Cho đến giờ phút này phải xác nhận một điều: cuộc sống của chúng ta buồn nhiều, vui ít, khổ đau nhiều, hạnh phúc ít. Khổ đau hay hạnh phúc đều vô thường. Chỉ có trái tim Bồ Đề, đó là sự giác ngộ, sự tỉnh thức mới có thể đem đến một cuộc sống an bình, hạnh phúc thật thụ. Cho nên về đi lữ khách đường xa vắng, các bụi sầu thương vướng đã nhiều. Tâm Bồ Đề khởi sự bằng cái gì? Thanh thản ngủ trong lòng đạo cả. Để làm cái gì? Cho hồn thơ ấu được năng niu. Chúng ta 70 tuổi, chúng ta 80 tuổi, nhưng mà tâm hồn của chúng ta không hề có tuổi. Tâm hồn luôn luôn trẻ thơ. Và đó là tầm quan trọng của việc phát tâm Bồ Đề. Và tâm Bồ Đề là gì thì các vị về tự nghiên cứu theo. Điều thứ ba, đó là ý nghĩa bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật, bố thí là một sự ban tặng, một sự cúng dường, hay nói một sự đơn, cái nghĩa đơn giản nhất trong tiếng Anh đó là donation. Và bố thí có ba cái, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là nói về vật chất, pháp thí là nói về những ánh sáng chân lý, những điều thiện, những cái đèn mà nhờ đó con người có thể vượt ra được những khổ đau. Và vô ý thí đó là sự ban tặng, sự an, sự bình yên, sự không xa. Cho nên trong ba cái tài thí, pháp thí và vô ý thí đó, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là gì? Là bậc thí vô ý giả, là người luôn luôn ban bố sự an toàn, sự bình an, sự yên tâm, an lạc cho mọi người. Và là bậc vô ý thí. Nhưng mà nâng lên một tầm cao nữa, đó là bố thí ba la mật. Ba la mật là gì? Ba la mật có nghĩa là bên kia bến bờ của nhị nguyên. Dùng tiếng Anh gọi là non-dualism, non-dualistic, vượt bên kia khái niệm của nhị nguyên. Nhị nguyên là gì? Nhị nguyên là sự phân biệt ta, người, nhân, ngã, vị, thứ. Cho nên trong bố thí ba la mật, một bậc Bồ Tát tu hành muốn bảo trì cái công đức của mình thì phải bảo trì bằng ba la mật. Nếu các vị bố thí thật nhiều mà nghĩ rằng tôi cũng nhiều hơn bà kia, tôi cũng nhiều hơn ông kia, mình gắn với cái tự ngã, tự ái của mình trong việc làm bố thí, thì việc bố thí đó là một bố thí có điều kiện, như một sự trao đổi. Ví dụ tôi yêu thương một người nào đó, nếu người đó không yêu thương tôi thì tôi sinh ra khổ đau và hận thù. Đó là một cái tình yêu thương có điều kiện. Ngược lại, bố thí cũng vậy. Nếu bố thí với cái tâm không chấp trước thì đó gọi là bố thí ba la mật. Cho nên trong Kinh Kim Cang có dạy là người cho cũng không, người thí,
người nhận cũng không, mà vật cho cũng không, gọi là tam luôn không tịch. Không trú, không trước, không bám vào cái đó. Thì mình bố thí công đức mình được tăng trưởng, mà tấm lòng của mình luôn luôn nhẹ nhàng, thẳng thừng. Còn nếu mình bám vào cái tự ngã, tự ái vì cái tôi mà mình bố thí và mong ước sự bố thí được đáp lại, thỏa mãn cái tôi của mình, thì đó là bố thí bình thường. Và cái việc đó, vì cái tôi của mình đó, một ngày nào đó nó sẽ tiêu hủy, nó đốt cháy đi công đức của mình. Cho nên chỉ có ba la mật, chỉ có một sự bố thí mà vượt lên trên tự ngã, tự ái, cái tôi, cái của tôi và cái tự ngã của tôi, vượt lên trên những ý niệm đó, thì chúng ta mới có thể bảo tồn và bảo trì cái công đức của mình cho đời này và đời sau. Chúng tôi xin được vắn tắt ở đây. Đó là tầm quan trọng của quy y Tam Bảo, của Pháp Bồ Đề Tâm và của Bồ Thí Ba La Mật. A Di Đà Phật.